Hello mọi người, mình tiếp tục phần 2 nha mọi người. Thì ở trong phần 2 Đinh sẽ tiếp tục xử lý cái hồ lớn này. Thì để mà dùng cái hồ lớn này làm cái hồ chính để đưa nước xuống, chúng ta sẽ có một thiết bị rất là đặc biệt. Đó là cái overflow mọi người nha. Đây là overflow, để Đinh cho mọi người coi tổng quan tên của nó. Overflow có nghĩa là sao? Có nghĩa là nước có thể đi ngang qua đây mà chúng ta không cần khoan lỗ trên hồ. Và cái việc khoan lỗ trên hồ thì chúng ta thường cần thợ nè, cần thiết bị, cần kỹ thuật, cần rất là nhiều thứ để khoan được. Thì overflow giúp chúng ta xử lý được vấn đề đó chỉ bằng cách là chúng ta đặt lên cho đây thôi. Đó, như này. Thì chúng ta sẽ dùng nguyên tắc là bình thông nhau. Thì cái overflow giúp chúng ta là nước khi mà dâng lên, chỉ cần dâng lên tới đây thôi là nước có thể tràn qua đây rồi. Và khi mà nước hạ xuống á, thì cái hệ thống này vẫn giữ nguyên cái áp suất như này. Có nghĩa là nước mà lên thì nước sẽ tràn qua, còn nước mà hạ xuống nên nó sẽ ngừng lại. Nước mà lên lại là nước lại tiếp tục tràn qua. Thì đó là cái đặc biệt của overflow này, một trong những thiết bị Đinh nghĩ rất là cần thiết đối với những anh em mà muốn tận dụng cái bể thủy sinh chúng ta hay bể cá cảnh biển. Thì thay vì phải khoan để làm ba lô kỹ thuật thì chúng ta sử dụng overflow để đưa nó thẳng xuống dưới ha. Đây là mặt trước mặt tiền của anh đi ha. Thì đây là mặt lưng đúng không? Thường là có ba lô ở đây. Thì vì chúng ta bây giờ chỉ cần ráp cái overflow vào vị trí đây. Đó là đây là mặt tiền, đây là sẽ trở thành cái hộp kỹ thuật chúng ta luôn. Rinh sẽ bắt đầu đi ống để cho xuống dưới đây và cua vào trong phía sâm, là chúng ta có được một cái hệ thống overflow hoàn chỉnh rồi. Thì để mà lắp ráp được á, thì bộ overflow của chúng ta nó sẽ cho kèm mọi người là một cái đường van khóa nè, ba cái đường ống để mình bắt vô overflow. Rinh sẽ hướng dẫn mọi người sau ha. Nối đằng trong, nối đằng ngoài và một cái tấm, đây là gọi là tấm hỗ trợ hút mặt. Có tấm đây thì nó mới hút mặt được nha mọi người. Và quan trọng nhất là các cái ron như thế này thì nó sẽ đi kèm bộ overflow luôn. Thì khi mà lắp ráp vào, chúng ta nhớ kèm ron vào để khỏi rỉ nước đó mọi người. Bây giờ Đinh sẽ lắp ráp những cái phụ kiện này vào cho mọi người xem ha. Cái mặt đây là mặt trong hồ, chúng ta có cái lượng nước ở đây mọi người ha. Thì cái lượng nước ở đây khi mà hút mặt, chúng ta ráp ở đây vào, tới Đinh sẽ ráp sau. Đằng sau chúng ta có ba cái bộ như này, gọi là răng trong răng ngoài. Nó sẽ đi kèm, các bạn thấy một cái răng ngoài nè, một cái răng trong nè, hai cái tôi đã xiết lại như này. Rồi đi kèm với nó là bộ ba ống như này, 1, 2, 3 ba ống từ thấp tới cao. Là cái đây có trách nhiệm hút đáy nè, cái đây có trách nhiệm hút mặn nè, còn cái đây sẽ là ống sa cua chống tràn. Nó y như cái hộp kỹ thuật, giống 100% luôn, chỉ là bây giờ chúng ta ráp vào overflow thôi. Rồi khi mà lắp ráp á, mọi người để ý là phải có một cái ron ở đây để cho nó tránh cái việc bị rỉ nước nha. Thì chúng ta sẽ lắp ráp vào trong đây, có ba cái ô như này ha. Mình sẽ ráp vào như này. Đó. Phía dưới đây mình cũng lắp một cái ron nữa. Rồi. Rồi chúng ta xiết cái đây lại là xong. Rất là đơn giản thôi. Thì khi mà lắp cái đường ống, mọi người cứ để giúp Rin, đừng để thiếu cái ron hay mất cái ron là được. Mất cái đó nó rỉ nước ra nhà là mệt lắm. Với cái cách dùng ron như này á, nó sẽ khác với cái cách truyền thống là mọi người hay dán keo á, hay để giày xong xịt miếng keo vô xong xiết lại á. Thì cách đó thời gian đầu á thì nó sẽ kín nước, nhưng mà thời gian lâu dài khi mà cái keo chết đi thì nó sẽ xảy ra hiện tượng rỉ nước á mọi người. Hoặc là khi mà chúng ta sụp xịt á thì cái keo của ta nó bị bung ra, thì chắc chắn là sẽ gây ra rỉ nước và rất là khó để mà fit cái hệ thống đó. Còn ở đây ví dụ cái ron mình bị rách đúng không, thì chỉ cần tháo ra thay cái ron mới là xong. Thì cái đường ống mà bây giờ người ta làm rất là ok mọi người, rất là dễ sửa chữa. Rồi 1, 2, 3 từ thấp tới cao để chèn ron vào. Rồi, chúng ta có ba cái như này. Khi mình ship về, mọi người sẽ nhận và ráp lại như vậy Rin ha. Đây. Rồi, cái dây đây á là chịu trách nhiệm hút cái phần e khí giống đây. Thì nói giờ mọi người hơi khó hiểu á, nhưng mà tí nữa Rin sẽ làm thử mọi người xem. Chúng ta sẽ hút ở đường này nè, hút khói không khí giống này ra, thì cái phần áp suất trong đây nó mới bắt đầu hoạt động ha. Thì mình sẽ khóa lại, khóa cái van này lại giúp Rin ha. Khóa lại, bỏ ra đây. Xong. Vậy là hoàn thiện. Bây giờ Rin sẽ tiến hành lắp vô hồ nha. Bây giờ mình sẽ bưng sát cái đây vô nha mọi người. Bưng sát vô. Đây sẽ là mặt lưng. Mình thao tác ở đây cho mọi người dễ xem ha. Rồi ok. Đây là overflow nha.
Bây giờ mình sẽ máng vô. Cái mặt có lưới là sẽ là mặt hút nước. Mình cho vào phía bên trong hồ, mình gác lên như này. Vậy là xong. Thì nhiệm vụ của mình từ bây giờ á, mình sẽ đi các cái đường ống từ đây xuống ha. Đường ống xuống, đường ống xuống, đường ống xuống, để cho nó cắm vô trong cái tắc lọc của chúng ta. Rồi vậy là xong. Rin sẽ đi cái đường ống này rất là nhanh thôi. Tua nhanh cho mọi người xem quy trình thôi. Còn cụ thể cái đường ống là đi như thế nào, Rin đã ra một video hướng dẫn cụ thể mọi người cách đi đường ống rồi á. Thì mọi người quay lại video đó, Rin để ngay góc màn hình đây nè. Đó, mọi người bấm vào ở trong video này để xem giúp Rin nha. Trong video Rin hướng dẫn rất là kỹ rồi, bây giờ mình sẽ tua đi nhanh nha. Đây là tất cả những cái phụ kiện mà còn dùng nè mọi người. Thì Rin lấy số lượng tương đối đó nha, để nhiều lúc mình dán sai mình có dán lại nữa. Đây là có các cái co 90 độ 27 nè, lơi 27 nè, cái co vuông 21 nè, hai cái tê 21, hai cái van 21 cho hai đường nước lên, một cái van 27 cho đường nước xuống để canh chỉnh hút mặt, keo dán bình minh, một cây thước, một cái kềm cắt ống nước, rất là tiện để cho mọi người không phải cắt bằng cưa á, rất là tiện lợi luôn nha. Ngoài ra thì cái bộ đây mình đã lắp vô rồi, và một cái bộ overflow như thế này, cuộn giấy là lau tay nữa là xong ha mọi người. Bây giờ đi sẽ tiến hành lắp ráp ha. Rồi mọi người, riêng tới cái đoạn đây á, thì khi mà mình đi xuống này nè, đó là hai cái đoạn mọi người cắt làm sao mà để cái đoạn này nó bằng nhau nha, nó bằng nhau để mà khi mà mình cua vô á, mình cua như này nè, thì hai cái lơi nó sẽ nằm ở vị trí này ha. Rồi từ đây mình đi ống tiếp theo vô á, thì hai cái đang ngang độ cao nhau, thứ nhất là đẹp, thứ hai là mình dễ câm cho nó vô á mọi người. Cho nên là mình để ý tới cái khúc đây thì nhớ hai đoạn ống đây phải bằng nhau giúp mình nha. Còn ống thứ ba là ống sơ cua tí mình sẽ đi sau cùng. Ở đây cái đường ống xuống đây là hút đáy nè, thì ở cái đường hút đáy mình phải lắp một cái van cho hút đáy để cho điều chỉnh cái mặt nước của hút mặt á. Cho nên là bây giờ mình sẽ tháo đây ra ha, tháo đây ra và mình bổ sung thêm một cái van mọi người. Lây hoay lắp qua một cái van ở ngay vị trí đây nha, của đường ống hút đáy nha. Đó như này, mình sẽ lắp cái van cho đây ha. Đây sẽ là cái van 27, mọi người để ý nha, đừng quên nhúc đi nha. Rồi cái đoạn đây là 22 nè. Bây giờ Amway nhóm Rin phải cắt cái đoạn ống làm sao mà đi ra đây. Tổng cái đoạn đây vẫn là 22 nha. Có nghĩa là cái đây nó âm vô là 3,5cm nè. Cái đây âm vô khoảng 3,3cm nè. Mình cắt vừa đúng bao nhiêu đó luôn, thì mình lắp vô lại thì nó mới lọt đúng được vị trí lỗ đây. Còn nếu mà ai thấy khó quá thì cứ lắp đường ống trước, sau đó mình đi lại một đoạn sau khác để cho nó lọt đoạn cuối cùng là vô đây nha. Rồi cái van thì sẽ nằm như thế này, do bởi vì bên phía đây là mặt trước cho nên đặt cái van như này. Để cho khi ta đặt cái tay á, từ trước vô ta sẽ vặn được cái van ở đây luôn ha. Từ đặt ngang hay là đặt tay thì nó sẽ vướng ở bên cạnh, rồi đặt vuông góc lên trên vậy luôn ha.
Ok mọi người, đây là mình xong lại cái đường ống chính, hai đường ống chính đó mọi người nha. Thì hai đường ống chính nó sẽ vô tắt lồng như thế này. Thì mọi người nhớ là canh giúp Linh cái chiều cao đường ống á, nó vừa tới cái miệng ống thôi, vừa tới cái miệng của tắt lọc thôi, nhưng mà á mình phải đưa cái chiều cao tắt lọc lên cao nhất thế này. Đó. Rồi mình chỉnh cái đường ống vừa vô trong ha. Xong rồi á, khi mà mình muốn thay tắt lọc á, mọi người sẽ nới hạ chiều cao đây xuống, thấy không? Rồi lấy cái tắt lọc ra đó là dễ dàng. Mình đưa vô, chặt xong rồi mình đưa vô thì mình sẽ nâng cái chiều cao của cái đỡ tắt lọc lên. Mình xiết cái ống lại. Ok, vậy là mọi người đã xong được cái đường lọc thô rồi đó. Thì cái đường tiếp theo á, nó sẽ không có vừa vô đường ống đây đâu, bởi vì cái đường ống nó quá nhỏ. Thì cái đường này là đường sơ cua thôi, nó rất là ít khi chạy. Cho nên là cái trường hợp xấu nhất thì ống nó sẽ hoạt động thì Rin sẽ cho nó xuống, cắm thẳng ra phía ngăn bơm luôn nha. Thì những cái trường hợp đó là mình sẽ tránh cái việc là nước dơ thẳng vô vật liệu lọc á. Cho nên mình sẽ cho cái đường sơ cua xuống thẳng ngăn bơm luôn, để đảm bảo là nếu mà có trường hợp gì xấu xảy ra thì ngăn bơm chúng ta sẽ không có bị bẩn bởi phân cá hay là các chất hữu cơ ha. Vậy là đây là đã đi xong ba cái đường ống xuống rồi mọi người nha. Một đường ống hút đáy nè, nó sẽ kèm một cái van để điều chỉnh cái hút mặt. Đây là ống hút mặt, nó cũng xuống hai cái vô chung một cái tắc lọc. Một cái ống sau cùng là ống sơ cua Rin cho chạy thẳng ngăn bơm luôn. Và cái đây mình để cao lên như này để khi mà cái đây nó bị nghẽn hay gì á, mà cái đây nó hoạt động thì mọi người biết, để mà mình chỉnh sửa lại overflow liền. Thì đây là hộp sơ cua ha, cấp cứu ha. Rồi cái phần đây hồi nãy đi nhắc mọi người rồi nè, mình canh theo cái chiều cao của cái tắc lọc đã nâng lên ha. Xong rồi sau đó mình hạ xuống như này. Đó là mình sẽ lấy được cái tắc lọc ra nè. Vậy là xong. Rồi mọi người, sau khi mình đi xong đường xuống rồi á, thì ở đây bình thường chúng ta sẽ khoan một cái lỗ kính và chúng ta đưa một cái cò như thế này, nhưng mà ở đây chúng ta không khoan kính, cho nên Rin sẽ chỉ cách đơn giản nhất cho mọi người, đó là mình sẽ đi như thế này, hai cái lắp hình chữ U ha, một cái mình lắp tiếp ra như thế này, thì khi mình lắp vô nó sẽ ra một cái hình như này đó, là nước sẽ đi từ dưới đây lên và qua cái mỏ vít tự chế của chúng ta đây. Rồi bây giờ ở cái đường ống lên nha, thì cái bơm sẽ lên ở đây. Thì mình sẽ dùng một cái tê này, cái tê để chia làm hai. Ống bơm vô đây, một đầu nước Rin sẽ cho nó chạy ngang qua đây và lên trên hồ. Cái đầu đây chạy lên trên hồ luôn ha. Thì để mà chia Rin chỉ chia như thế này. Và có một cái Rin dặn mọi người á, là mình đặt cái ống đây nè, mình làm chết luôn giúp Rin, có nghĩa là mình dùng cái đỡ mình bắn vô đây nè, để mình đỡ cái ống vô thì nó sẽ như này, nó sẽ cứng như này luôn. Thì khi mà nó cứng như này rồi á, mọi người đi một cái đường ống lên trên á thì nó sẽ hỏng ra. Cái hồi nãy làm đâu rồi ta? Đây. Cái đây nè. Khi mọi người gáy trong đây khi bơm rung á, nó sẽ có khả năng rung hay là nó cấn cả đó, rất là khó chịu, thì mọi người bắn một cái cứng ở khu vực đây. Thì mình đi một cái ống lên mình lắp chết luôn, nó sẽ hỏng ra như thế này một khúc. Thì nó sẽ không bị rung thành hồ. Cho nên là mình sẽ dùng hai cái đỡ ống nha. Mình có thể dùng đỡ ống loại giống Rin, đây là loại của Sankin, hoặc là mình dùng cái đỡ ống Bình Minh hay gì đó. Cứ đỡ ống 21, mình cầm lại để cố định đỡ ống mới vô như này là ok ha. Rồi bây giờ Rin sẽ đi tiếp người xem nha. Các cái đoạn nối ống 21 á, thì mọi người đo cái đoạn khoảng 6cm hay là 6cm2. Thì khi mà mình gắn vô á, thì cái đoạn mình sẽ vừa khít với nhau luôn mọi người nha. Ok mọi người, thì tới đoạn đây là mình sẽ để cái ống nó chờ nha mọi người. Đây là ống chờ.
Ngày mai khi mà toàn bộ dàn đường ống của mình khô á thì mình sẽ cho một cái bơm vô để test nước và cho mọi người xem cách mà cái overflow mình hoạt động nha. Rin đã đi xong dàn đường ống cho overflow rồi mọi người, thì mọi người nhìn đi, nó hoành tráng không có khác gì cái ba lô của chàng dưới hết á. Thì đây là cách mình tận dụng. Nó là một cái ba lô, chính xác là cái ba lô luôn mà chúng ta không cần khoan hồ thôi, còn lại toàn bộ mọi người thấy không? Chúng ta đều đi y như một cái hồ tràn dưới thật thụ luôn, không khác gì hết. Ba đường ống xuống, hai đường ống lên, dắt vô bơm, dắt vào sâm, mình có thể xem nha. Rất là đẹp ha. Rồi thì bây giờ đi sẽ đợi cái dòng ống đây khô. Khoảng ngày mai đi sẽ lắp bơm vào, test nước và đi sẽ cho mọi người xem cái overflow này hoạt động như thế nào nha. Thì bây giờ trong lúc đợi vô nước thì Rin sẽ tháo máy rắc co đây ra, mục đích là để cho mọi người xem được nước nó xuống dễ dàng hơn á, để cho mọi người hiểu được cái nguyên lý cái hộp này hoạt động như thế nào nha. Bởi vì rất là nhiều bạn hiểu sai nguyên lý hoạt động của cái hộp này, cho nên là hôm nay Rin muốn chỉ cho mọi người hiểu rõ hơn á. Rồi bây giờ tháo ra thì những cái rắc co rất là tiện nè mọi người, thấy không, vặn ở đây ra rồi lấy ra được rồi. Nhưng mà mọi người để ý là giữ cái ron đen đây lại nha, bởi vì cái ron đen đây nếu mọi người không để ý làm rớt mất á thì khi mình siết lại chạy hệ thống thì nước nó sẽ bị rỉ ra nhà, rất là khó chịu. Đây là một trong những cái tính năng tuyệt vời của rắc co đó mọi người. Lý do vì sao mà mình đi đường ống bắt buộc phải có rắc co đó, rất là tiện lợi luôn. Khi mà mọi người tháo ra như này nè, mình vận chuyển đi nó cũng dễ luôn nữa. Rồi ok, bây giờ mình đợi nước lên thôi ha. Ok mọi người, cái đây là mình dừng mực nước ở đây nha mọi người thấy cái thanh ở đây không? Ở đây có một cái thanh. Thì mực nước nó lên khoảng hơn nửa thanh vậy nè. Thì mọi người dừng lại, là mọi người hình dung đây là cái bình thông nhau. Nó sẽ có hai bên, một là bên đây là đang được kín nước và một là bên đây nó đang bị hở. Thì khi nó hở, mọi người hút cái đây ra thì vẫn không hút e được bởi vì đang bị hở mà, cho nên là mình sẽ hút nước bên đây ha. Mình chế qua cái ngăn đây. Mục đích là để cho nó kín đó mọi người. Rồi khi mà nó kín rồi thì mình tiến hành hút e ra nha. Đây là một cái overflow mà nó bị lỗi nè, xin cho mọi người xem nha. Overflow rất là dễ bị lỗi như này. Đó, mọi người thấy không? Đây là oxy khi mà nó tràn vô thì nguyên tắc là bình thông nhau á thì cái điểm ở giữa đây là tuyệt đối không còn oxy, hay là chỉ được phép một tí thôi. Còn mà oxy nó tràn vô nè, em quay thấy không? Đó, oxy mà tràn vô dài một chập á, nó mất áp suất ở trong đây là cái bình thông nhau không có hoạt động. Thì sẽ có những cái trường hợp á thì nó không có mất hẳn áp suất nhưng mà nó nằm giữa và nó rỉ từ từ á, thì có nghĩa là khi mà mọi người dùng nó vẫn hoạt động nha. Rin cho mọi người coi thử. Đây nè, mình cho nước vô đây ha. Thì mọi nước ở đây nó vẫn dâng lên. Đó, và ở đây nó vẫn chảy ra bình thường. Nhưng mà khi mà cái đây nó bị rỉ ra đúng độ, mọi người đợi xíu nó xì hết rồi Rin quay tiếp cho mọi người xem. Đúng độ của nó thì nó sẽ không có thông nhau nữa. Thì cái đây này mọi người thấy không? Áp suất đây nó mất rồi nè, để khi mà mình cho vô á thì nước nó sẽ không có thông nhau nữa. Ha, nước nó sẽ không có thông nhau nữa. Thì nó sẽ dẫn tới tình trạng là khi mà mọi người cúp điện á, mình bơm lại thì nó sẽ bị tràn hồ. Rất là nguy hiểm nha. Đó là nguy hiểm luôn, nó chỉ chạy rất là ít. Nói chung là nó bị xì là lỗi rồi mọi người. Xì là lỗi rồi, cho nên là bây giờ Rin sẽ đổi cái overflow khác. Thì đây là một trong tình trạng rất là hay gặp khi mà overflow. Bởi vì dán overflow này yêu cầu kỹ thuật rất là cao á mọi người. Yêu cầu kỹ thuật rất là cao, cho nên chỉ cần xì một tí xíu thôi thì cái chân không chúng ta bị mất, thì nó sẽ không hoạt động nữa và rất là nguy hiểm cho mọi người. Nước sẽ tràn ra nhà, điện đóm rồi nhà cửa tất cả mọi thứ. Rất là nguy hiểm, cho nên là mọi người khi setup thì nhớ để mấy cái Rin dặn nha. Giờ Rin sẽ tiến hành đổi một cái overflow khác đây. Ok mọi người, bởi vì hồi nãy khi mà Rin lấy ra setup cho mọi người á thì Rin không có như nào ta? Rin không có cho mấy bạn nhân viên test nước sẵn bởi vì mình tự làm á. Còn bình thường khi mà giao cho mọi người thì mấy bạn nhân viên phải test nước sẵn hết để đảm bảo là cái hộp của mình kín nước thì mới dám giao cho mọi người. Nhưng mà nó cũng không có tránh được mấy cái rủi ro khi mà mình ship hàng đi á,
nó sẽ bị va chạm hay gì đó, nó dẫn tới việc bị xì. Thì khi mà setup thì mọi người nhớ để giúp Vin cái rủi ro khi mà sử dụng cái này ha. Rồi giờ cái đây thì cũng dễ thôi, bởi vì đường ống mình đi sẵn rồi á, cho nên là mình chỉ còn tháo mấy cái nối co đây lắp lại, rất là đơn giản như mọi người thấy đây, chỉ còn dời qua thôi. Để biết đó là lý do vì sao một cái overflow chuẩn á thì giá của nó thường rất là cao. Không có overflow nào mà giá rẻ đó, bởi vì khi mà giá rẻ thì rất là nhiều yếu tố như là vật liệu, đường keo, tay nghề thợ. Cho nên ở nước ngoài Rin thấy tụi nó bán lên tới cả $100. Có nơi bán tới cả $100 tùy theo hãng nữa. Những hãng càng lớn thì nó càng mắc, bởi vì nó đảm bảo được cho mình về chất lượng á. Tính ra là gặp cái lỗi cũng may mắn hết hả? Mình mới nhắc được mọi người cái lỗi này, chứ không thôi là về sử dụng thời gian đầu nó vẫn hoạt động được mà nó e từ từ thì rất là nguy hiểm cho mọi người. Rồi giờ dời cái dây nữa ha, cái đây chắc lấy cho anh cái thôi được rồi. Rồi cái đây mình sẽ cắt ha, mình mồi lại cái overflow mới. Thì bây giờ Rin sẽ tiến hành lắp ống lại và Rin cho chạy hệ thống cho mọi người xem luôn nha. Hồi nãy là cho mọi người hiểu nguyên lý thôi, bây giờ mình mới chạy hệ thống luôn nè. Rồi mọi người, thì mình lắp cái đây thì nhanh lắm, mình xí cái rắc co lại, để cái ron xí rắc co lại khoảng 1-2 phút là xong thôi. Thì hệ thống chúng ta đã hoàn thiện rồi, thì bây giờ Rin sẽ cho nước vào full hệ thống, quay cho mọi người xem hệ thống hoạt động như nào nha. Thì Rin sẽ cho nước lên hồ trên luôn để cho nó chạy xuống dưới luôn. Rồi bơm nước thôi. Đó, bắt đầu chảy rồi nè, em cho người coi nè. Nước ở đây dâng lên là ở đây dâng lên liền. Ở đây ảo chưa? Overflow á. Không phải khoan nha, không phải khoan gì hết. Thì đầu tiên mọi người thấy nước bị tràn không? Thì lý do á là cái overflow chúng ta nó sẽ tải được một cái lượng nước cố định trên giờ, ví dụ như 500 lít trên giờ, 1000 lít trên giờ đi. Thì mực nước bị tràn là bởi vì cái overflow chúng ta nó tải không nổi so với lượng nước lên, có nghĩa là cái bơm chúng ta bị quá mạnh. Thì đối với trường hợp bơm quá mạnh như này, chúng ta chỉ cần giảm cái lượng bơm xuống thôi mọi người nha. Chúng ta có thể có hai cách để giảm dòng mọi người nha. Cách thứ nhất á, thì chúng ta có thể dùng van. Nếu như bơm chúng ta không có bảng DC điều khiển thì chúng ta chỉ cần hãm cái dòng nước lại. Mọi người thấy không? Thì khi giảm dòng nước lại á thì mực nước chúng ta lại giảm xuống ở mức an toàn rồi nè. Đó, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, nếu như bơm chúng ta là bơm xịn, ở đây Rin dùng con Tornado đi, thì Rin sẽ có một cái bảng điều khiển ở đây. Đó, thì hiện tại nó đang là 20 nè, thì Rin giảm nó về khoảng 12 đi ha, khoảng 12 đi. Thì mọi người xem mực nước chúng ta nó đã giảm xuống rồi nè. Đó, nó không có bị tràn lên nữa. Thì mình cứ giảm cái mực nước, giảm cái ở bơm thôi. Nếu bởi vì bơm mà nó có cái tăng giảm á, thì chúng ta thứ nhất là tiết kiệm điện nè, thứ hai là chúng ta không bị ép bơm, bởi vì nếu mà không có cái tăng giảm của cái DC á thì chúng ta phải giảm từ đây, thì nó sẽ ép cái bơm. Thứ nhất là tăng nhiệt độ của hồ, thứ hai là tốn điện, thứ ba là nó ép cái bơm làm giảm tuổi thọ của bơm. Cho nên là nếu mà có cái DC thì tuyệt vời luôn, mọi người cứ tăng chỉnh sao cho vừa ha. Thì ở đây Rin để nó ở mức 50% công suất thôi, thì mọi nước Rin thấy nó ok rồi. Cái thứ hai ở đây chúng ta cần xử lý đó là ồn, mọi người nghe nè. Đó là bởi vì hệ thống chúng ta chưa được tinh chỉnh. Thì mọi người nhìn đây theo nguyên lý, đây là hút đáy, đây là hút mặt, đây là ống sơ cua đúng không? Thì hiện tại cái hút đáy nó hút cả oxy vô luôn, cho nên là sẽ nghe tiếng ốc 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 ốc, là bởi vì oxy nó vô á. Thì mình phải chỉnh sao cho mực nước nó dần lên tới cái hút mặt, thì cái hút đáy chúng ta sẽ không bị kêu nữa. Đó là lý do vì sao chúng ta có một cái van ở dưới đây. Đây nè, ở đây có một cái van nè. Đó, mình chỉnh nó lại là mọi người nghe nó đỡ kêu liền nè. Rồi, mực nước đang dâng lên cao nè. Mọi người cứ chỉnh từ từ ở tay thôi. Đó, êm ru luôn, êm thinh thích luôn. Rồi, mọi người chỉnh làm sao nha.
để cho một nước nó vô hút mặt, nó vô nhẹ như này thôi. Đó là nó sẽ hút được cái mặt, là thứ nhất. Cái thứ hai là nó sẽ êm ru luôn. Mọi người nghe nè, không nghe một tiếng gì hết. Vậy là hệ thống của chúng ta đã vận hành êm ái hơn rất là nhiều rồi ha. Cái vấn đề thứ ba mọi người gặp phải khi sử dụng Overflow là nó không có hút mặt nha mọi người. Mà cái hút mặt là cái quan trọng nhất. Khi mà các cái chơi cái biển á, thì cái ván mặt sẽ lên rất là nhiều, bởi vì cái nước biển nó sẽ làm cho mọi thứ nổi lên mặt nước á. Đó, cho nên là ván mặt rất là nhiều. Mà đây hiện tại là không hút mặt nè, thì hơi khó quay cho mọi người xem bởi vì hiện tại nó chưa có ván. Nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy rất là đơn giản, đó là một nước ở hai cái đây nó bằng nhau nè. Đó, thì nó chỉ đơn giản là nước nó chạy vô thôi chứ nó không hút mặt. Thì đó là lý do vì sao Overflow của mình nâng cấp thêm cái hệ thống hút mặt. Chỉ cần bắt cái ốc vô đây ha, Rin lắp cho mọi người xem, nó sẽ hỗ trợ hút cái ván mặt rất là tốt. Rồi mọi người, hiện tại thì mình đã lắp cái hút mặt vô rồi nè mọi người. Thì em quay sát đi, em sẽ thấy những cái bụi nó được hút vô ở mặt nè. Đó, thì cái hút thì chắc chắn là nó sẽ không mạnh bằng cái hệ thống mình setup sẵn rồi. Để bỏ thêm bụi nha. Đó, mọi người thấy không? Thấy hút vô chưa? Thì chắc chắn nó sẽ không có mạnh bằng cái tràn dưới mình thiết kế sẵn thôi. Nhưng mà nó vẫn hoạt động, mọi người thấy không? Nè, nó vẫn hoạt động nè. Thì hy vọng là cái Overflow này của chúng ta ở những cái bản thiết kế sau, cái hút mặt nó sẽ mạnh hơn. Còn mà khi mà không hút mặt thì chúng ta sử dụng cho bể cái biển sẽ rất là khó chịu á mọi người. Đó mọi người thấy không? Hiện tại là cái hút mặt đang hút xuống á mọi người. Khá là ổn ha. Bỏ thêm vô cho mọi người dễ xem. Đó, toàn bộ mặt nó sẽ được hút. Rồi xong, đó là cái hút mặt. Vậy là Rin đã review xong cho mọi người cách hoạt động của Overflow ha. Đây là nước đã bơm đang hoạt động nè. Nước chảy xuống nè, không cần khoan ha, đây Overflow rồi. Rồi nước xuống ở đây là xuống cái sâm. Xâm qua cái tóc lọc nè, qua tóc lọc rồi nước tràn qua bơm thôi. Thì hiện tại đang tiến nước ngọt đi cho lắp skimmer ha. Là tổng qua hệ thống chúng ta như này. Vậy là Rin đã hướng dẫn xong mọi người cách chúng ta setup và sử dụng Overflow ha. Thì nguyên cái bộ hồ này Rin sẽ đưa vô trong cái phòng studio á. Rin sẽ setup một cái bể san hô cơ bản hay là một cái phong cách gì đó thôi. Bây giờ team Rin sẽ dời vô đó và sẽ cho nó hoạt động khoảng vài tháng, tôi sẽ update cho mọi người xem là nó hoạt động thực tế như thế nào ha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này, hy vọng thì video này hữu ích với mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.